Trong các ngày qua, lãnh đạo các đảng, các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dịp được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Tổng Bí Thư. Trong thư chúc mừng, Thủ tướng Singapore Hoàng Tuần Tài tin tưởng mối quan hệ chặt chẽ giữa Singapore và Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long khẳng định, Singapore luôn sẵn sàng cùng Việt Nam nắm bắt các vận hội kinh tế và chiến lược trong khu vực, mở rộng hợp tác và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bày tỏ tin tưởng chắc chắn với sự chỉ đạo tài tình và lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bộ và thịnh vượng. Thủ tướng Thái Lan mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Thái Lan Việt Nam hướng tới đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chung của nhân dân hai nước thư chúc mừng của Tổng thống Ấn Độ, mua Murmu viết, Tôi tin tưởng rằng sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài sẽ dẫn dắt sự tiến bộ, thịnh vượng và thành công liên tục của Việt Nam, quốc gia thân thiện, làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương của chúng ta. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng hiểu biết sâu sắc, tin cậy lẫn nhau và hợp tác đa phương mạnh mẽ. Thủ tướng Australia, lãnh đạo công đảng cầm quyền Anthony Albanese chúc mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Australia và Việt Nam là những người bạn vững bền, quan hệ hai nước có nền tảng là mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước và sự tin cậy chính trị chiến lược. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được củng cố hơn nữa về tư tưởng và tổ chức dựa trên chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ khẳng định với kinh nghiệm dày dặn phụng sự đất nước trên nhiều cương vị khác nhau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công con đường mà những người tiền nhiệm kiệt xuất đã đề ra. Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định hiểu biết sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về các nguyên lý của chủ nghĩa Mark Lenin và các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hình phong cách lãnh đạo sáng tạo và độc đáo của đồng chí, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành một xã hội hiện đại có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một quốc gia mẫu mực với mức sống ngày càng cao. Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, Luciana Santos, đánh giá cao quyết tâm cống hiến hết mình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tăng cường đoàn kết trong Đảng, nỗ lực thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra. Đảng Lao động Brazil chúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới sẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Chủ tịch và Tổng thư ký Đảng Cộng sản Chile chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định trong trái tim của người Chile luôn ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Chile mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Đảng Tổ quốc cho tất cả Cộng hòa Dominica tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cũng nhân dịp này, nhiều tổ chức nhân dân thế giới thông qua các tổ chức nhân dân của ta cũng đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong các ngày qua, lãnh đạo các đảng các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thay mặt chính phủ và nhân dân Hàn Quốc chân thành chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển rực rỡ và nâng vị thế quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực và góp phần củng cố hòa bình, ổn định, sự phát triển thịnh vượng của khu vực thay mặt chính phủ hòa giải và đoàn kết quốc gia nicaragua tổng thống nicaragua tổng bí thư đảng mặt trận giải phóng dân tộc sandino daniel ortega và phó tổng thống nicaragua rosario murillo gửi lời chúc mừng tới tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm lãnh đạo nicaragua nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường hợp tác giữa mặt trận giải phóng dân tộc sandino với đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine, Tổng thống nhà nước Palestine, Mahmoud Abbas khẳng định, việc Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư là minh chứng rõ ràng về sự tin tưởng của tòa Đảng dành cho Chủ tịch nước Tô Lâm trong vai trò lãnh đạo đất nước Việt Nam hướng tới những chân trời mới của sự tiến bộ và thịnh vượng. Trong thư chúc mừng, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Dmitry Medvedev tin tưởng với kinh nghiệm chính trị dày dạn và tính chuyên nghiệp cao, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội và chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam. Ông Medvedev tin tưởng rằng quan hệ giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng S.M. Mironov viết, ở nước Nga, đồng chí Tô Lâm được biết đến và kính trọng như một thủ lĩnh chuyên nghiệp, có trách nhiệm và uy tín, luôn coi lợi ích của đất nước và nhân dân là ưu tiên không gì thay đổi. Ông S.M. Mironov khẳng định mong muốn tăng cường đối thoại mang tính xây dựng giữa đảng nước Nga công bằng với đảng Cộng sản Việt Nam nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trong thư chúc mừng chủ tịch đảng cộng sản nhật bản shikazuo tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới vẻ vang của mình ông shikazuo mong muốn và tin tưởng mạnh mẽ hai đảng sẽ tiếp tục hợp tác gắn kết chặt chẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giao lưu làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai đảng tăng cường quan hệ giữa hai nước trong thư chúc mừng, chủ tịch ủy ban thường trực hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á ICAPP, Trung Yong và đồng chủ tịch báo cáo viên đặc biệt của ủy ban thường trực ICAPP, Mushahid Hussein Syed Tin tưởng, với 40 năm kinh nghiệm và quá trình lãnh đạo xuất chúng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách cao cả của mình, bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn giữa ICAPP với Đảng Cộng sản Việt Nam trong các hoạt động của ICAPP trong tương lai, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus Sirankov tin tưởng trên cương vị cao cả là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm sẽ có những đóng góp mới làm phong phú thêm di sản lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội đóng góp quan trọng và sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nhân dân việt nam sẽ đạt được những thành tựu mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru, Domingo Cabrera Toro, đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc khẳng định tăng cường đoàn kết thống nhất cùng với ban chấp hành trung ương, bộ chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đề ra, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững chắc trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Liên minh nhân dân Galicia Tây Ban Nha tin tưởng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp bước những di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo tiền nhiệm trong lịch sử, lãnh đạo đất nước Việt Nam đạt được nhiều thành công trong tương lai. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Enrique Santiago tin tưởng trên cương vị mới đầy trọng trách, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nỗ lực phát huy lịch sử vẻ vang của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondon khẳng định việc Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí Thư thể hiện niềm tin, sự ủng hộ tuyệt đối với những thành tích đóng góp tiêu biểu và phụng sự của Tổng Bí Thư Tô Lâm với nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, cũng như thúc đẩy sự phát triển, bền vững, kinh tế xã hội. Chủ tịch Đảng Cộng sản Venezuela Henry Parra tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đảng cộng sản việt nam quang vinh sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân việt nam đạt được nhiều thành công mới tiếp tục làm sâu sắc thêm những thành tiệu của đất nước việt nam đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo đi trước trong đó có cố tổng bí thư nguyễn phú trọng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimondo gửi lời chúc mừng nồng nhiệt của những người Cộng sản Bồ Đào Nha tới Tổng bí thư Tô Lâm, tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, cũng như hướng tới chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Nước Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và hiện thực hóa nguyện vọng của nhân dân Việt Nam tiến bước đi lên chủ nghĩa xã hội nhân dịp này tổng bí thư đảng mặt trận giải phóng nhân dân Sri Lanka trưởng ban đối ngoại đảng cộng sản Tây Ban Nha Manuel Pineda bí thư quốc tế đảng cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha Victor Elucaz trưởng ban quan hệ quốc tế đảng liên minh nhân dân xã hội chủ nghĩa Ai Cập bí thư đảng cộng sản Sudan Fatih Afat cũng đã gửi thư điện chúc mừng tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm